Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh Máy Cắt Cỏ ha. Tiếp tục hôm nay em lên lô chữ G nha anh em, 12 máy ha. Hôm nay có máy lớn là chô 315 nồng 36 ly anh em, mà giá có 2 triệu 2 thôi. Đó, hôm nay là thấp nhất là một con giá rẻ 800 ngàn về cho anh em sử dụng gia đình ha. Đó, em báo luôn anh em ha, máy bên em bán bao rẻ cho anh em, bao ship ha, và đầy đủ phụ kiện kèm theo. Anh em hỏi phụ kiện là cái gì nè, là một cái lưỡi dao ba tấc nè ha, một cái lục giác nè, đó là hai món nè ha, dây đeo là ba nè, ổ khóa cước là bốn nè, có dây cước sẵn anh em ha, kế tiếp mở mu ghi đó, đầu này đầu 13 có thể là mở đầu dao ha, là năm nè, đó cản cỏ là 6 món anh em tặng kèm cho anh em ha. Giá trên đây đã bao ship rồi và anh em mua máy khỏi cần phải đặt cọc luôn anh em ha. Đến nơi xăng khoai nhớt là xài thôi anh em, là có nhớt thì chưa có nhớt thì rồi thì thôi, còn chưa có thì mình mua nha anh em ha. Đó, giá bên em thì bán lúc nào cũng mềm cũng rẻ về cho anh em xài hết nha anh em ha. Máy bên em bán tất cả đều là máy Nhật Bản, không có bán máy mà qua tay người Việt Nam sử dụng rồi anh em nha, bởi vì anh em cứ yên tâm đó. Nhiều anh em thấy em bán cái giá rẻ rồi hỏi ừ không biết cái máy nó có đồ lô không, không có đâu nha anh em ha. Máy bên em tất cả là hàng Nhật Bản hết, ví dụ như con nào thay bình xăng lớn hay là làm cái gì đó thì bên em cũng có báo hết. Còn á, mà ở trong á, là nồng bạc bích tông là bao cho anh em, là không có vụ sọc xước hơi hám, là bao cho anh em là 85-90% đổ lên hết cho anh em ha. Còn cái vẻ bên ngoài á, thì tùy theo đạp xấu vậy đó anh em đánh giá. Ví dụ như cái con máy nít ở bển nít xài mà nó để ngoài nắng ngoài mưa nhiều quá thì thành ra nó cũng cũ, thì bởi vì cũng bán cho cái giá mềm cho anh em nghe anh em ha. Đó, rồi thì ở dưới là máy hệ anh em ha. Ở trên đây thì máy cho anh em xài gia đình nha. Rồi em vô con đầu tiên con G1 anh em, bán cho anh em 800 ngàn cho anh em xài nha anh em nha. Con này là con Isaki nè anh em. Đó, con này là CG2212 ha. Đó, nó là thuộc cái dòng máy Kawasaki TG20 nha anh em. Con này tầm có 22cc về cho anh em sử dụng gia đình rất là ngon nha. Con này đã lên chế qua G2 kim mới cho anh em, dễ xài nha anh em ha. Dễ xài và cực kỳ là lợi xăng. Giá 800 ngàn đã bao ship và đầy đủ 6 món phụ kiện hồi nãy em báo ha. Chỗ này nó hơi nứt xíu nè, bình xăng lớn, bình xăng zin nha anh em. Do em để nó hơi lâu quá, rồi cái máy nó, cái bình xăng nó hơi bị vàng xíu chứ không ảnh hưởng gì nha anh em. Đây, hãng Kawasaki TG20 tum nhôm chắc chắn nha anh em ha. Cần đầu bò zin nha anh em ha. Tay lái thì con này chưa có, thì anh em thích tay lái tròn em gắn cho anh em tay lái tròn, còn thích tay lái đôi em gắn cho anh em tay lái đôi nha. Đó, cái mã G1 nha anh em ha, 800 thôi. Con G2 con này là Echo anh em, con này 1,4 triệu nha, con này nồng 34 ly nha anh em. Con này là con Echo 240 nồng 34 ly nha anh em ha, 24cc nha. Đời này lỗ giật trên lực, anh em lôi dây là chạy thôi nha anh em ha. Đó, chế con này là cũng như là chế vú bơm, nhưng mà nó xài có kim chỉnh gió đàng hoàng nha anh em nha. À, kim chỉnh gió ha, chỉnh gam ti đàng hoàng như chế qua gòn hai kim nha anh em. Đó, chế da băng xịn sò cho anh em nha, máy zin hết. Con này thì cái le anh em kéo ra trước là đóng le anh em ha, giật nổ xong anh em mở ra sau nha. Giá 1,4 triệu thôi, bao đẹp, nồng 34 ly, phù hợp cho những bác lớn tuổi về sử dụng gia đình ha, hoặc là chị em phụ nữ nồng 34 ly chạy nó cũng ok, cũng khỏe anh em nha. Đó, mắc in da băng. Con này thì cần đầu bò zin hết, ta lái thì nó không xài luôn nè, nó xài một cái nấm ở đây, một cái nấm ở đó với cộng dây đeo thôi. Chứ đáng ra con này là không xài ta lái. Nhưng mà anh em thích gáp tay lái tròn á thì em gắn vô tay lái tròn, thích gáp hai tay em gắn vô hai tay, em gắn miễn phí cho anh em ha, em không có tính thêm tiền nha. Đó là đúng giá 1,4 triệu cho anh em nha. Con G2 anh em ha, 1,4 triệu. Còn anh em nào mà muốn lên với ga bóp zin theo máy về luôn thì phải thêm tiền anh em ha. Con G3 Magu, con này luôn. Quá mới. Con G4 con này cũng Magu luôn nha anh em, em quay chung luôn ha. Trời ơi. Má, máy gì đâu mà nó dễ nổ như vậy. Má, quá dễ nổ anh em nhìn nè. Một tua một chạy rồi. Trời ơi. Má, con này nó nhạy kinh khủng khiếp thiệt anh em. Đó, trợ lực luôn. Rồi, con G3 và con G4
là cái cặp này là Magu 20 nồng 30 ly 20 cc về cho anh em mình sử dụng gia đình ha, phát quanh nhà rồi kia ha, cái đít là rất là ngon anh em ha, tại vì nó thuộc cái dòng động cơ nhỏ. Dòng này á là nó chạy siêu tiết kiệm xăng ha, siêu tiết kiệm xăng, máy siêu đẹp anh em ha, dòng Magu thì nó siêu vip rồi. Con này thì 1,4 triệu anh em, áo nó có bể đây tí xíu nè. Đó, không ăn thua. Máy đẹp, dòng máy đề cao. Đó, chéo qua âm gột, lóc có dập da băng ha. Hai con này là siêu đẹp nha anh em ha. Còn con này thì 1,3 triệu thôi nha anh em. Con này trợ lực nè. Đó, máy là bao đẹp, bao vip cho anh em hết nha. Đó, cái chụp e thiếu anh em gắn đủ ha. Ốc còn vàng 7 màu anh em nha. Đó, lóc dập da băng nè. Đó, con này 1,3 triệu là lý do nó không có sự xài cái ga bóp nha anh em ha. Con này nó mắc hơn là mắc cái ga bóp nè. Tùm lèn công tắc cho anh em ha. Đó, con này là mới rửa thôi, chưa phủ keo luôn. Đây, con này nó đẹp, cực kỳ đẹp anh em. Đó, con này là con G4 1,3 triệu anh em ơi, nó đẹp toàn diện hết cho anh em. Đó, rất là đẹp, cái này bởi để em thay nha. Rồi, nguyên zin hết cho anh em ha, cản cỏ đầu bò zin, con này là sử dụng ga bóp hại anh em ha. Con G3 thì chịu tư xài ga bóp hại, còn đang thiếu một bên để em gắn đầy đủ ha. Đầu bò đang thiếu nên em gắn đầu bò zin. Rồi, G3 chịu tư, G4 chịu 3 anh em ha. G5. Echo 260 nồng 34 ly giá chịu gửi. Nổ giòn ghê ta. Con này là Echo 260 nồng 34 ly nha anh em nha, 26cc, con này giá 1,5 triệu thôi nha anh em. Máy nguyên zin nguyên bản cho anh em hết. Dòng này về anh em sử dụng gia đình là siêu ngon nha anh em nha. Chế của nó là chạy chế qua gồ 2 kim. Ủa xin lỗi anh em, chế ra ngang 2 kim, nó rất là lợi xăng hơn cả chế qua gồ luôn nha anh em. Dòng này đề cao ha, máy chạy tua chậm mà chắc anh em. Nó gọi là chạy tua chậm nhưng mà cái máy mình nó vô cỏ nó sẽ ít bữa máy lại, nói chung mà chậm mà lực đó là nó như vậy nha anh em ha. Con này bán cho anh em 1,5 triệu thôi nha anh em. Đó, nồng 34 ly 26cc nè anh em nè. Đó, 260 anh em thấy không? Zin nguyên bản á, cái này dơ dơ nữa anh em chốt em vệ sinh lại cho anh em cái nữa cho nó sạch đẹp ha. Sử dụng hai tay lái ra bóp mỗi dịch zin theo máy anh em ha. Công tắc xuống là tắt, lên là mở. Ừ, cần đầu bò này kia zin hết luôn nha anh em. Con G5 này giá con 1,5 triệu thôi nha anh em, giá em bao rẻ cho anh em luôn ha. Con G6 con Magu 26 anh em ha. Con G6 này con Magu 26 nồng 34 ly 26cc, nói chung dòng 34 ly cũng thuộc dạng khỏe đó. Về anh em sử dụng gia đình này ha, anh em có phát cướp phát cỏ cứng cứng đồ này kia là nó rất là ok. Nó rất là ngon anh em ha. Con này giá 1,8 triệu thôi nha anh em, thường mấy dòng này giá tầm cả 2 triệu luôn nha anh em ha. Đó, nhưng mà bên em bán giá mềm cho anh em hết. Cái chụp e đang thiếu nên gắn đủ nha anh em ha. Đó, máy đẹp nha anh em ha. Đó, máy đẹp, dòng đầy cao vô giảm thanh tem màu đen nha anh em ha. Đó, cháo cái này thì nó có hơi nứt tí xíu đây nha anh em ha. Nói chung là không có ăn thua, không có ảnh hưởng gì máy hết. Đó, bởi vì bán cho anh em cái giá mềm mềm xíu nha anh em ha, máy cực kỳ đẹp nha anh em. Con này đặc biệt của nó sử dụng ga hại luôn nha anh em ha, ga bóp hại ha. Ta lái đang thiếu một bên để em gắn đầy đủ cho anh em hết, cần đầu bò đồ là kia nguyên zin hết nha anh em. Đó, con G6 nha anh em ha, giá 1,8 triệu nha anh em ha. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt follow và một tim nha anh em. Anh em cứ chốt máy cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp em ha là 0972 949 527. Đó, cảm ơn anh em ha. Rồi G7 anh em ha, con kêu ghét quá đẹp anh em ha, con kêu ghét nồng 34 ly quá đẹp luôn, cực kỳ mới anh em ha, dòng máy đề cao siêu hại luôn. Quá giòn quá dễ nổ anh em ha. Đó, rồi con G7 anh em nha, con này là Echo 242, nồng của nó là 34 ly nha anh em ha, 24cc. Đó, quá đẹp quá mới anh em ha, vì anh em sử dụng con gia đình con này thì phải gọi là nó thuộc dạng đẳng cấp, dạng VIP nha anh em ha. Dòng này chạy rất là lợi xăng, ổ giật trợ lực, dòng máy tua cao và chạy khỏe mà lợi xăng anh em ha. Chạy chế ra ngang 2 kim là có kim chỉnh gió trong nữa, nó hơi chỉnh khó chỉnh tí xíu. Đó, tại vì anh em không có vít nhỏ thì anh em khó chỉnh, chứ thật sự nó còn tiết kiệm xăng, nó còn ngon hơn chế quam gồ 2 kim nha anh em. Giá 1,7 triệu 2,420. Đó, số seri và mắc in da binh. Đó, mắc in da binh luôn nha anh em, chứ không phải da băng nữa. Đó, da băng anh em nha. Đó, rồi. À, điểm eo đẹp nè, con này sử dụng ga hệ cho anh em luôn nha anh em. Công tắc xuống là tắt, lên là mở ha. Càng đầu bò rồi này kia nguyên zin. G7 1,7 triệu thì cái giá bên em báo á là đã bao phí ship cho anh em rồi, tặng kèm theo cho anh em là 6 món phụ kiện đây. Cản cỏ. Lưỡi dao ha, lưỡi dao Honda dài 3 tấc. Đó. Một cái lục giác, một cái dây đeo, một cái ổ phát bằng dây cước, một cái tiếp mở mugi anh em ha. Anh em mua khỏi đặt cọc luôn, đến nơi kiểm tra ok, đúng hàng đúng như video.
những gì em nói thì nhận hàng trả tiền. Rồi con G8 anh em ha, Echo 260 trợ lực chế 2 kim nha anh em, VIP nha. Con kêu gít Echo 260 nòng 34 ly 26 xe. Cái dòng này thật sự á, đối với em á, em đánh giá cái dòng này rất là cao, tại vì cái dòng này nó chạy rất là khỏe, cực kỳ khỏe. Anh em pha nhớ chuẩn một lít xăng, anh em pha tầm cỡ 40 đến 50 cc nhớ ha, là nó chạy siêu bền cho anh em luôn. Ở dòng này là phải gọi là dòng máy hệ ở khu vực miền Tây của em ha. Đó, nó chạy rất là bền cho anh em ha. Đó, nòng của nòng kiến dày nè, lửa nó không bao giờ chết nè. Ví dụ như nòng sau này hư á, cái này nó có nòng mới luôn nha anh em ha, nhưng mà con này nguyên zin cho anh em hết nha. Ở nòng này thị trường có thấy bán nòng mới luôn đó, nhưng mà bên em không có bao giờ mà gáp cái nòng mới đâu nha anh em ha. Ví dụ như anh em mình mà xài đồ 3-4 năm trời hư đồ này kia, hỏi em nòng á thì em chỉ cho chỗ mua thôi, chứ em cũng không có mua về bán nữa. Ừ, nòng đẹp đó, chạy chế quam gòn 2 kim chế zin nha anh em, ổ dịch trợ lực các máy móc tôi làm bao zin cho anh em nguyên bản hết. Giá con này 1.9 triệu thôi nha anh em, về anh em sử dụng gia đình phát cước phát có cứng đó là ok hết, phát bờ ruộng phát cỏ đồ này kia ha, phát cho bò ăn là siêu vip nha anh em. Tôm nhôm nha, bởi vì nó có hơi chốc chút đỉnh nha anh em nha. Đây mắt in da băng ha, số xe ghi thì nó hơi bị chạy xíu đó. Con này công tắc nằm dưới anh em ha. Đó, tay ga thì em lên cho tay ga tay lái đôi nè, đối với lại lên cho anh em cái ga bóp sóng cho anh em dễ xài ha. Cần đầu bò zin nha anh em, con G8 nha, giá 1.9 triệu nha anh em. Con G9 của Optin 2602 nè, quá mới. Con này nó bị nó đang thiếu cái lè nè, thiếu cái lè gió. Chạy phải gọi mạnh ghê gớm được chứ. Con này lót tên nha anh em ha, 2602 đồng 34 ly 26 xe. Con này nói chung máy đẹp, nhưng mà cái bình xăng để lâu nó hơi bị vàng cái bình xăng, nhưng mà bình zin thì anh em biết rồi ha, nó rất là dày, nó rất là chắc chắn. Con này nãy giật máy phát đầu không nổ là do nó đang gãy cái lè, nó đang thiếu cái lè này nè đó, bởi vì không có đóng lè được, bởi vì giật nó không nổ ha. Thì anh em chốt, anh em sẽ thay cho anh em cái bộ lè khác về cho anh em mình sử dụng anh em nha. Đó, con này giá 1.8 triệu đồng 34 ly 26 xe. Máy móc em bao zin cho anh em, dòng máy Optin đó là cái dòng máy thương hiệu tên tuổi đẳng cấp từ máy cắt cỏ đến máy cưa nha anh em nè. Nó lóc có dập da băng nha anh em ha. Ở từ máy cắt cỏ đến máy cưa, đó là nó thuộc dạng mà phải gọi là siêu đẳng cấp, siêu vip anh em nè. Dòng này thì chạy siêu khỏe, không có bàn cãi gì nhiều hết. Đời này là sử dụng ổ giật trợ lực nhỏ. Chế chạy chế quam gòn 2 kim, chế zin theo máy, chế xịn sò anh em ha. Đó, máy móc đẹp. Đó, tâm liền, để mèo ít tiền đẹp nè, sử dụng tay lái kiểu luôn nha anh em nha. Ga và công tắc ở trên ha. Đó, lên là tắt cho anh em ha, xuống là mở. Cần đầu bò nguyên zin nguyên bản cho anh em. G9 giá 1.8 triệu. G10 Mitsubishi. G10 Mitsubishi TO26, nồng của nó là 33 ly 26cc. Con này thì máy zin nguyên bản anh em ha, thuộc dòng máy đề cao, dòng máy VIP, dòng máy xịn sò, về cho anh em xài. Đó, dòng này thì thôi khỏi giới thiệu nhiều, nó là dạng chùm rồi ha, chạy là siêu bền, siêu tiết kiệm xăng, siêu dễ nổ và rất là khỏe anh em nha. Chế là chạy chế quam gòn 1 kim chế zin, lóc dập Mitsubishi. Đó, máy móc em bao zin cho anh em hết. Đó, con này ổ giật của nó là có trợ lực luôn nha anh em, giá 2.3 triệu thôi. Dòng này về anh em sao pha nhất chuẩn là chạy 10 năm là chỉ dựng bình thường anh em ạ. Bồ trắng đó, tum gời đẹp, tum gời tum 260 đẹp anh em nha. Đây TO26 đó, con này sử dụng hai ta lái anh em nha. Cần đầu bò rồi này kia là zin nguyên bản của nó hết nha anh em ạ. Con này thật sự quá mới, cái chắc máy nó rất là chất lượng anh em ạ. VIP G10 2.3 triệu anh em ạ. G11 Mitsubishi TL261. G11 anh em ha, Mitsubishi TL261 nòng 33 ly 26cc. Con này thì
máy móc rồi là nguyên zin nguyên bản cho anh em hết nha anh em ha. Đó, con này giá 2,4 triệu, đời này là chạy chế le đỏ và nó sử dụng luôn cái ga bóp cho anh em nha. Đó, 2,4 triệu là quá rẻ đối với một con tên là 261 mà nó có vô chế quam gồ le đỏ tự động hai kim anh em nha. Lóc có dập mắt in da băng cho anh em, nòng đóng số 26 đàng hoàng anh em. Đó, máy móc zin nguyên bản cho anh em nha, 2,4 triệu thôi nha anh em ha. Thông thường là giá mấy con này là đã 2,5 triệu rồi, mà 2,5 triệu là không có chợ đồ, xin lỗi anh em, nó không có chế le đỏ này đâu, với lại nó không có được cái ga bóp hại đâu nha anh em nha. Đó, bên em bán thì giá lúc nào cũng mềm mại về cho anh em sử dụng nha. Đó, máy đẹp nha anh em, máy đẹp chứ phải xấu anh em. Còn số điện thoại bảo hành bên Nhật luôn. Đó, chụp e đang thiếu nên gắn đủ. Con này sử dụng hai ta lái ga bóp hại cho anh em luôn, công tắc xuống là tắt nha anh em ha, lên là mở nha, cần đầu bò nguyên zin nguyên bản cho anh em hết. G11 2,4 triệu, G12 con này là Mitsubishi TL43 công tắc dễ nổ, quá dễ nổ. Con này nó mắc cái tem, em dán cái tem TL43 vô cho nó nhìn con máy nó sang nha anh em ha. Chứ con này là con Kyugit Echo 315 nha anh em, nòng 36 ly, 32cc nha anh em ha. Dòng này là dòng nòng 36 ly, là thuộc dạng nòng lớn, máy khỏe, về cho anh em phát thuê, phát mướn, phát gia đình mà số lượng nhiều, phát cổ cứng, phát cước đồ này kia thì lấy con này. Con này em đang thanh lý cho anh em là 2,2 triệu nha anh em. Con này giá thông thường của nó là từ 2,6 triệu, 2,8 triệu đổ lên. Đó, nhưng mà em thanh lý 2,2 triệu, lý do nó rất là đơn giản là cái bình xăng nè. Đó, nó bị vàng ha. Nó bị vàng, rồi bởi vì em bán giá rẻ cho anh em luôn nha anh em ha, chứ không bao giờ mà có cái giá này đâu nha anh em. Đó, giá chỉ 2,2 triệu thôi, giá đã bao ship và đầy đủ phụ kiện kèm theo, con máy em bao ghi cho anh em hết. Đời này là trợ lực áp anh em ạ, trợ lực áp giật rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn nè anh em. Nó còn nhẹ vượt hơn trợ lực luôn anh em ạ. À, nó còn nhẹ hơn trợ lực luôn á. Đó, giá 2,2 triệu thôi, anh em nhanh tay sở hữu máy lớn ha. Đối với những anh khách mà phải gọi là dễ tính, không quan trọng hình thức gì về bên ngoài anh em nha. Chế là chạy chế da băng hai kim chỉnh nha anh em ạ. Chế này là cực kỳ bốc nha anh em. Nó vô chế này chạy cực kỳ bốc và cực kỳ là lợi xăng, tại vì do là vú bơm ha, vú bơm quả ga mà vú bơm chạy lợi xăng lắm nha anh em. Điểm eo không có nên em gắn đủ cho anh em ha, cần đầu bò zin. Đó. Đây, Echo 315 mắc in da băng anh em nha, tùm nhôm anh em ha, tùm nhôm đẹp. Đó. Rồi anh em có chốt máy cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại giúp em ha, là 0972 949 527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt follow và một tim. Anh em YouTube nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh anh em ha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều ha. Hẹn gặp lại anh em clip sau.